Hello, xin chào cô chú chị và các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chàng trai phong lưu và duyên dáng anh mắt đa tình thơ ngây Ok Giống như trong video này mình sẽ chia sẻ một chủ đề rất ư là cuộc chiến dương quyền ở trên nước Mỹ Đó là tiền 3.400 đô một gia đình theo đề xuất của ông Tổng thống Trump chừng nào nó mới về tới tay mọi người Cả như là chắc chắn là anh chị nếu mà mở Youtube lên hay mở bất cứ cái bài báo lá cải nào là mọi người cũng đã thấy là Tổng thống Trump ông đã sẵn sàng để chi ra 3.400 đô một gia, đình Cũng như là tiền PPP dành cho doanh nghiệp nhỏ ha, Bên Bộ Tài chính đều đã sẵn sàng hết rồi Mọi thứ đã sẵn sàng Chỉ còn cái việc gửi ra là coi như mọi người sẽ có được tiền Một người sẽ được ngàn hai, một gia đình hai chồng Đứa con sẽ được 3.000 mấy Vấn đề là khi nào à, Vấn đề là khi nào à, Cái này á là mình trước tiên á, mình xin đính chính cái này là không phải là mình dập tắt ước mơ gì của mọi người hết mình thừa hiểu đây là một cái chuyện mà nó rất cần phải không và nó cần cái nào là video sau mình sẽ nói thêm nhưng mà chúng ta mà xem video của mình là phải thừa biết mình là một cái người gọi là cái tranh cãi mình không có thích nói bừa bãi mình nói chuyện rất là chính xác ok đó là cái tiền đó nó hiện giờ á nó đang được quốc hội mỹ người ta giữ <laughs> mà quốc hội mỹ bây giờ đang ở đâu Quốc hội Mỹ bây giờ thì đang đi chơi À mọi người thấy cái máu chốt nó bắt đầu nó trở nên gắt gói không? Tức là ông Tổng thống Trump thì ông sẵn sàng Ok, bộ tài chính theo ý của Tổng thống Trump là đã sẵn sàng đấy. Vấn đề là cái tiền mà sẵn sàng đó đó Nó không có nằm trong túi ông Tổng thống Trump Nó cũng không nằm trong túi bộ tài chính Nó nằm trong túi của bên Thượng viện với Hạ viện Mà Thượng viện với Hạ viện thì đang đi chơi Mà chẳng những đi chơi mà đi đến một tháng chơi Mọi người tưởng tượng giữa cái đại dịch như thế này lúc mà nước Mỹ đang tăng một ngày để hiện giờ là tăng một ngày bốn mươi mấy năm chục ngàn ca ha mà coi như là cỡ hai mươi mấy triệu người đang bị thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp bây giờ là 10% phần trăm nhưng mà các ông các bà lại có thể đi chơi đến một tháng trời mọi người tưởng tượng nếu như mà gia đình mọi người không có tiền thì mọi người đi chơi một tháng trời là chắc chắn là mọi người sẽ bị đập một trận như tử à, nhưng mà cái này là Dĩ nhiên mấy người đó từ từ cũng sẽ bị dân chúng Mỹ đập một trận như tử nữa. Nhưng mà đập dưới hình thức là qua phiếu bầu. Chắc chắn này vào tháng 11 sắp tới đây, ngày 3 tới tháng 11 sẽ có rất nhiều biến động, biến động ở trong hệ thống uh, uh, quyền lực của Mỹ ha. Cũng như là, là chắc chắn là sẽ có rất nhiều ông bà sẽ bị mất chức. À, nhưng mà cái đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ mình đang tập trung vào cái gói hỗ trợ 3.000 tỷ đô la. Đó. <laughs> đó thành ra cái vấn đề nó nằm ở chỗ là cái gì người dân mỹ là phải tiếp tục chờ đợi nữa đó là nói tới đó lại thêm một cái vấn đề cắt gối nữa chờ đợi vậy thì phải chờ đợi thêm Cỡ bao lâu nữa đó mọi người thấy không kỹ như là bây giờ chúng ta biết là người dân mỹ mọi người sắp có tiền rồi đó nhưng mà cái chữ sắp này nó thuộc về cái sắp của như thế nào à, tháng sau có hay là tháng 10 có hay là cuối năm có hay là năm sau có thì cái khả năng bây giờ rất cao và phải cỡ qua năm sau mới có. Tại vì á, mọi người tính để cho mọi người để mình diễn tả cho mọi người tính Trước tiên á, quốc hội Mỹ chắc chắn cho trước bầu cử họ sẽ không có bên nào nhượng bộ hết. Tại vì nhượng bộ là thua. Thành ra không có chuyện nhượng, nhượng bộ. Nhượng bộ tức là trao chiến thắng cho bên kia. Thành ra là không bao giờ có chuyện nhượng bộ hết á. Nhượng bộ tức là cái bên nào mà nhượng bộ tức là bên đó nói với người dân Mỹ là ừ ok mấy ông mấy bà đã thấy chưa? Là do cái bên đề xuất bên kia người ta đưa ra người ta đúng cho nên mọi người mới có tiền đó mọi người thấy cái cái mấu chốt của cuộc chiến dương quyền không thành ra không có được nhượng bộ mà không có bên nào nhượng bộ hết thì người dân mỹ không có tiền à mà không có tiền đó, thì phải chờ cho tới sau cái mùa bầu cử đó. một khi mà một bên nào đó đã được xác định là kẻ chiến thắng ừ, đã thắng ví dụ bên hạ thự dân biểu đó, <laughs> bên dân chủ hay là bên thự đảng cộng hòa gì đó bên nào mà giành hạ diện thượng diện hay là thắng ghế tổng thống gì đó thì khi đó cũng vẫn chưa có tiền đó, phải không? Tại vì cái mấu chốt quan trọng là sau khi bầu cử cũng chưa có tiền đó là nó nằm ở chỗ là tới thắng giêng, chính xác là tới uh, giữa thắng giêng thì khi mà tuyên bố nhậm chức, tức là khi đó là cái đảng nào mà thắng, họ mới bắt đầu thay người vô, họ mới bắt đầu kiểm soát được. thành ra nếu mà trong trường hợp mà bất cứ đảng dân chủ hay đảng công hòa nào thắng á, thì họ cũng phải chờ cho mà có thể kiểm soát luôn cả hai hạ viện và lẫn thượng viện lẫn luôn ghế tổng thống luôn phải không chứ nếu như mà mọi người tưởng tượng nếu mà bên đảng cộng hòa thắng quốc hội mà ông biden thắng tổng thống thì cũng như không à, à hoặc là bên ông Trump ông thắng tổng thống mà đảng dân chủ thắng quốc hội thì cũng như không à thành ra phải kiểm soát được hạ viện thượng viện lẫn luôn ghế tổng thống thì khi đó, đó họ phải chờ cho tới tháng giêng khi mà nhậm chức xong hết rồi á, thì khi khi đó cái đảng dân chủ hoặc là đảng công hòa họ mới có thể thông qua được cái gói hỗ trợ kinh tế theo ý của họ nếu mà tình hình kinh tế vẫn còn xấu và dịch uh, corona vẫn còn hoành hành thành ra nếu mà sớm nhất đó là mai ra là qua tới tháng 2, tháng 3 là mới có tiền đó nếu trong trường hợp khả quan và hy hữu nhất à, còn nếu như không á là không có tiền luôn một điều rất ư là xui <laughs> ở cái thời buổi corona nhưng mà nói chung mình hy vọng mọi người sẽ có tiền ok tại vì theo cách phân tích của mình chắc chắn khả năng cao phải có một bên nào đó nó thắng tức là phải có tiền thôi xin chào và tạm biệt mọi người hẹn gặp mọi người ở video sau đầy tranh cãi nha thank you